Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong quá trình triển khai tại phái bộ, một trong những nhiệm vụ chính của đội công binh của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là xây dựng, sửa chữa cầu đường dân sinh và quân sự. Những ngày này, tại Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh, các thành viên của đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tập trung rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu do Liên Hợp Quốc đề ra và sẵn sàng trong những nhiệm vụ sắp tới tại phái bộ. Trong phần đánh dấu nền đường, các thành viên của phân đội thực hành theo hai loại là đường đắp và đường đào theo quy chuẩn của Liên Hợp Quốc. Toàn phân đội chia ra thành các nhóm, thực hành sử dụng máy toàn đạc để đo đạc tính toán số liệu cụ thể, làm cơ sở lập dự toán, tính toán số liệu, chủng loại vật liệu, phương án sử dụng lực lượng và trang bị xe máy để thi công. Đây là các bước ban đầu trước khi triển khai xây dựng hoặc gia cố đường đi, nên độ chính xác là ưu tiên hàng đầu. Qua quá trình tập huấn thì chúng tôi biết được rằng điều kiện địa hình ở nước bạn hết sức khó khăn và phức tạp, đặc biệt với điều kiện thời tiết vào mùa mưa thì địa hình ở đây là tương đối là lầy lội. Do đó quá trình huấn luyện, đặc biệt ở nội dung đường quân sự là hết sức khó khăn. Nhưng mà đối với đội ngũ cán bộ huấn luyện chúng tôi đã xây dựng nội dung chương trình làm sao cho sát với điều kiện thực tế của nước bạn để làm sao khi thực hiện nhiệm vụ thì có thể thực hiện được luôn. Tại khu vực gần sông của Lữ đoàn 249 là nội dung huấn luyện trinh sát vị trí bắc cầu. Các thành viên của phân đội cũng được chia thành các tổ đội, thực hành theo từng tình huống địa hình, điều kiện thời tiết cụ thể để tiến hành đo đạc, tính toán các số liệu xây dựng. Địa hình sông nước ở Việt Nam và các quốc gia châu Phi có đặc điểm khác biệt. Do vậy, quá trình huấn luyện trinh sát vị trí bắc cầu đặt ra hai yêu cầu chính. Về cái yêu cầu của cái trinh sát cầu đường này là cái yêu cầu cao là thứ nhất là các tình huống xử lý là phải xử lý đúng cái tình huống. Thứ hai là trong quá trình huấn luyện thì phải thành thục tất cả các cái động tác để sau sang các cái địa hình thì chúng ta vận dụng phù hợp vào các cái địa hình phù hợp để chúng ta trong quá trình thực tế chúng ta làm. Xây dựng cầu đường dân sinh và quân sự phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố địa hình và đặc điểm thổ nhưỡng của nơi triển khai nhiệm vụ. Khi chưa có điều kiện và kinh nghiệm thực tế tại phái bộ, việc rèn luyện, nâng cao trình độ thường xuyên là điều cần thiết để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và triển khai hiệu quả ngay khi đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam đặt chân tới phái bộ.